nếu do chân như này an lập thọ tưởng hành thức, tức do chân như này an lập nhãn xứ. Nếu do chân như này an lập nhãn xứ, tức do chân như này an lập nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ. Nếu do chân như này an lập nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, tức do chân như này an lập sắc xứ. Nếu do chân như này an lập sắc xứ, tức do chân như này an lập thanh hương vị xúc pháp xứ. Nếu do chân như này an lập thanh hương vị xúc pháp xứ, tức do chân như này an lập nhãn giới. Nếu do chân như này an lập nhãn giới, tức do chân như này an lập nhĩ tĩ thiệt thân ý giới. Nếu do chân như này an lập nhĩ tĩ thiệt thân ý giới, tức do chân như này an lập sắc giới. Nếu do chân như này an lập sắc giới, tức do chân như này an lập thanh hương vị xúc pháp giới. Nếu do chân như này an lập thanh hương vị xúc pháp giới, tức do chân như này an lập nhãn thức giới. Nếu do chân như này an lập nhãn thức giới, tức do chân như này an lập nhĩ tĩ thể thân ý thức giới. Nếu do chân như này an lập nhĩ tĩ thể thân ý thức giới, tức do chân như này an lập nhãn xúc. Nếu do chân như này an lập nhãn xúc, tức do chân như này an lập nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc nếu do chân như này an lập nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc tức do chân như này an lập các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra nếu do chân như này an lập các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra tức do chân như này an lập các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra nếu do chân như này an lập các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra tức do chân như này an lập địa giới kết quyển thứ 363